Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề tôi gửi đến quý vị hôm nay là Kính thưa quý vị, Thích Nhật Từ thuê luật sư kiện cụ Lê Tùng Vân vì đã ví ông ta với con bò. Thích Nhật Từ so với con bò thì thế nào? Ông ta chỉ giống con bò duy nhất ở điểm ăn chay. Nếu Thích Nhật Từ quả không bao giờ ăn vụng thịt cá, nhưng đối với một nhà tu hành theo Phật giáo Đại Thừa, tức là đã phát tâm Bồ Đề, tức tu lục độ Ba La Mật, thì cần phải có đẳng tam luân không tịch. Công đức vô lượng này, con bò có, Thích Nhật Từ hoàn toàn không có. Con bò có đẳng tam luân không tịch như thế nào? Thứ nhất, không biết mình sinh ra để kéo cày. Thứ hai, không biết mình sinh ra để vào lò mổ. Thứ ba, không biết mình bị đem ví với Thích Nhật Từ. Đẳng tam luân không tịch thì hạng Bồ Tát ở tạng giáo không thể nào hiểu được. Bồ Tát ở thông giáo hiểu đấy, song không thể thực hiện nổi. Chỉ có Bồ Tát ở biệt giáo và viên giáo mới thực hiện được một cách rốt ráo. Thích Nhật Từ quyết không có đẳng tam luân không tịch như thế nào? Thứ nhất, Thích Nhật Từ biết mình sinh ra để phục vụ chính trị, dưới màu áo tu sĩ, nên đã ra sức tu học giáo lý vân vân, kiếm cho được tấm bằng tiến sĩ Phật học để hành nghề. Giáo lý nhà Phật là phương tiện để giải thoát giác ngộ. Tiếc rằng, Thích Nhật Từ đã không nhận ra điều đó, mà chỉ thấy giáo lý là phương tiện để hù dọa, lòe bịp và tự đánh bóng mình, như vô số những ông mạo danh họ Thích khác. Thứ hai, Thích Nhật Từ biết mình sinh ra để nổi tiếng, để làm thầy thiên hạ, nên đã tận dụng mọi cơ hội sẵn có để nổi tiếng, như một nhân vật của truyền thông và như một người của công chúng. Về chánh báo thì tận dụng khuôn mặt dễ coi, cơ thể béo nhẫy, nụ cười truyền thông và giọng nói trơn tru. Về y báo thì tận dụng các nhà ngoại cảm, bám theo đít Phan Thị Bích Hằng để làm chứng cho sự màu nhiệm của Phật Pháp trong việc tìm hài cốt liệt sĩ. Chưa hết, Thích Nhật Từ còn ra sức lấy lòng lãnh đạo chính trị gia. Ông ta vào tận phủ chủ tịch để tiếp kiến chủ tịch nước. Điểm này Thích Nhật Từ đã vi phạm nghiêm trọng giáo lý nhà Phật, phẩm an lạc hạnh trong Kinh Pháp Hoa. Đệ tử của Phật phải tránh xa những hạng sâu bít và những nhà quyền quý vân vân. Thứ ba, Thích Nhật Từ biết mình bị đem ví với con bò và đã nổi sân đã thuê luật sư kiện cụ Lê Tùng Vân, song lại không biết rằng gã luật sư ấy còn ngu rất sâu, dưới cả con bò nữa. Gã ta đã chất vấn đối phương một câu mà cả nước bò này cũng không thể nghĩ ra được, nên đã làm trò cười cho cả thiên hạ, chính trong lúc phiên tòa của ma quỷ đang diễn ra. Tôi sở dĩ viết ra những điều này là muốn chỉ ra thật tướng của Thích Nhật Từ, một tà sư phá pháp, một ôn sư hại đời, hại chúng sinh vân vân, để mọi người biết mà cảnh giác. Nếu Thích Nhật Từ cho rằng tôi bôi nhọ mà nổi sân, thì cứ việc kiện tôi ra tòa. Nhưng nhớ phải thuê luật sư cho thật giỏi nhé, chớ có thuê những hạng ngu như gã luật sư Âu Dương Vật kia. Quý vị vừa nghe xong bài bình luận Thích Nhật Từ và con bò của tác giả Phạm Lưu Vũ. Kính thưa quý vị, cuối cùng thì ông già 90 tuổi Lê Tùng Vân đã bị kết án 5 năm tù. Ngay giữa tòa án, ông Vân và các đồ đệ của ông cho rằng không biết bị xét xử vì tội gì. Theo cáo trạng,
Từ năm 2019 đến năm 2021, ông Lê Tùng Vân đã chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện 5 đoạn video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Bán bộ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật, xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Trước đây nghe đồn chuyện loạn luân, con cái đầy đàn, giả tu để kiếm tiền từ thiện. Giờ thì không thấy nữa, chắc là không tìm ra bằng chứng. Điều đặc biệt trong phiên tòa này là ông Lê Tùng Vân bị kết tội đã từng nói rằng ông Trần Ngọc Thảo, tức thầy chùa Thích Nhật Từ, là ngu như bò. Lần đầu tiên trong lịch sử Pháp đình Việt Nam, một người bị ra tòa vì đã cho rằng người khác ngu như bò. Kiểu này rồi đây sẽ thành tiền lệ, vì câu chửi này là câu thông thường ở xã hội người ta thường sử dụng. Và như thế, tòa án sẽ suốt ngày xử chuyện bảo người khác ngu như súc vật. Mà nghĩ cũng ngộ, ông Nhật Từ là tu sĩ Phật giáo, là ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ, một ngôi chùa lớn ở thành phố này, mà lại sân si quá thể. Người tu hành là để diệt dục, từ bỏ tham sân si. Thế mà chỉ vì một lời nói của một ông già cho rằng Thích Nhật Từ ngu như bò, liền nổi cơn thịnh nộ, rồi kiện người ta ra tòa cho bỏ ghét. Thế thì còn sân si hơn người bình thường nữa. Vì ngoài đời người ta chửi nhau như vậy suốt, mà có ai đâm đơn kiện đâu. Qua chuyện này, đúng ra ông Lê Tùng Vân không nên so sánh như thế, tội nghiệp cho con bò. Nhớ lại tháng trước, báo chí đưa tin cô diễn viên người Nepal Miruna Maga đã lớn tiếng mắng chửi và tát một nhà sư tên là Fuba Tamang vì cho rằng người này đã lợi dụng đám đông hỗn loạn để sàm sỡ sờ mó cô. Nhà sư liền xin lỗi và rời đi. Nhưng cô diễn viên này không cho nhà sư đi và nhục mạ nhà sư giữa chốn đông người. Kết quả là nhà sư bị bắt giam và phải ký tên vào biên bản thừa nhận tội lỗi. Sau đó, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy kẻ cố tình sờ mó cô diễn viên là một người đàn ông khác chứ không phải nhà sư. Nhà sư đã bị oan, thế mà nhà sư Fuba Tamang vẫn nhẫn nhục nhận lỗi và lên tiếng xin lỗi. Đó mới gọi là vô ngã, thế mới xứng đáng là nhà tu. Còn ông Nhật Từ mới chỉ gọi là ngu như bò mà đã nổi cơn lôi đình, đưa người ta ra tòa bảo là bị xúc phạm. Vậy thì ông tu gì vậy, thưa ông Nhật Từ? Ngay tại phiên tòa, luật sư Âu Quang Phục, một trong những luật sư bảo vệ cho ông Thích Nhật Từ, còn ngu hơn nữa khi đặt vấn đề hết sức ngớ ngẩn qua câu: xin trích, nếu như bây giờ tôi nói Chúa ngu như bò, thì các ông thấy sao? Xin hết trích. Đấy là một câu nói xúc phạm đến tôn giáo một cách nặng nề, và những người công giáo có thể lại kiện ông luật sư trời ơi đất hỡi này. Ông Từ khởi kiện vì bị so sánh với bò, nhưng lại đồng tình với phát biểu của luật sư biện hộ cho ông. Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến tịnh thất Bồng Lai của ông Lê Tùng Vân, và phi lý khi đem Chúa để so sánh ngang với ông Nhật Từ. Mà đâu phải giờ đây ông Nhật Từ mới công kích các tôn giáo khác. Ông đã từng đăng đàn để nói xấu công giáo nhiều lần rồi. Mà cũng ngộ, ông này tu đạo, lại khoái xía vào những chuyện đời lắm nghe. Từ chuyện bài nhạc gì quên mất tên phụ ta phụ nàng gì đó, cho đến chuyện ông Võ Hoàng Yên cầu kinh cho vaccine Novavax, chuyện phát bùa cho học sinh cầu thi đậu ở Hà Tĩnh, vân vân. Chuyện nào đang hot trên mạng là có mặt ông ta, lạ thật chứ. Hay là muốn câu view, câu like? Người đi tu tập vô ngã mà ông này cái tôi còn lớn quá. Trở lại phiên tòa, mấy ông ngồi xét xử cũng hỏi nhiều câu buồn cười bỏ mẹ. Nào là tu sao không vào giáo hội? Nào là ai cho phép mặc đồng phục là áo tràng màu nâu hoặc màu vàng? Nực cười, tịnh thất Bồng Lai hay thiền am bên bờ vũ trụ có phải là chùa đâu mà phải đăng ký xin phép giáo hội? Đạo Phật khuyến khích người ta tu tại gia, gọi là cư sĩ. Mà nghĩ cho cùng, ông Lê Tùng Vân có phải tu theo đạo Phật hoàn toàn đâu.
Còn chuyện mặc đồ tu có luật nào cấm đâu nhỉ? Thiên hạ mặc áo nâu, áo lam, áo vàng dần dần, chứ có phải mỗi mình đệ tử của ông Lê Tùng Vân đâu. Câu trả lời của ông Lê Tùng Vân nghe mà đắng lòng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không xứng đáng nên không đăng ký. Qua vụ án này cho thấy, người dân bị truyền thông báo chí dắt mũi một thời gian dài. Qua cáo trạng, suy cho cùng chẳng có chuyện gì mà phải ầm ĩ lâu ngày thế cả. Nhất là chuyện cho rằng, ông Thích Nhật Từ ngu như bò, không thể xem là một tội có thể kết án được. Ông ta chỉ là thầy tu chứ có phải lãnh tụ đâu. Thế nhưng xem mà cười, mà mua vui cũng được một vài chống canh. Quý vị vừa nghe xong bài viết Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai với câu chửi ngu như bò của tác giả Đỗ Duy Ngọc, được đăng trên Facebook cá nhân của tác giả. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê phán của tác giả Amy Trúc Trừng đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 21 tháng 7 về lời khai của ông Lê Tùng Vân trong phiên xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai sáng ngày 20 tháng 7 như một cách tác vào Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Một cách tác vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong phiên xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai sáng ngày 20 tháng 7, ông Lê Tùng Vân khẳng định không có đăng ký Giáo hội Phật giáo, bởi vì Giáo hội Phật giáo đối với tôi là không xứng đáng. Xứng đáng thì tôi mới báo phục để cầu xin nghe, còn không xứng đáng thì biểu tôi nghe, ra lệnh tôi nghe thì tôi không có nghe. Đó là câu trả lời của ông Lê Tùng Vân cho câu hỏi của thẩm phán tại sao mặc áo nâu mà không đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến cái tội danh lợi dụng tự do dân chủ. Thế nhưng, câu trả lời lại khiến cho nhiều người bất ngờ lẫn khâm phục. Dù tuổi cao nhưng ông ấy vẫn minh mẫn nhận ra cái giáo hội quốc danh của nhà nước Cộng sản Đông Lào là không xứng đáng. Phải chăng đây là lý do chính khiến cụ và những người trong tỉnh thất vướng vòng lao lý? Dù còn nhiều thông tin trái chiều, nhưng cái khí khái mạnh mẽ, sự điềm tĩnh và thái độ không khiếp sợ trước bạo quyền tại phiên xử sáng nay của ông Lê Tùng Vân đã khiến cho không ít người bái phục. Vẫn mong công lý một lần được thực thi, luôn cầu bình an cho những người công chính. Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện. Thanh Tâm gửi đến quý vị bài phóng sự có tựa đề Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai rốt cuộc có phạm tội gì của tác giả Văn Tâm, đăng trên trang Luật Khoa Tạp Chí. Mời quý vị cùng chia sẻ. Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai rốt cuộc có phạm tội gì? Ngày 12 tháng 5, sau khi Công an tỉnh Long An bắt tạm giam bậc Cao Thị Cúc trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, Lê Thanh Nhị Nguyên đã lên tiếng trong một video trên YouTube. Ngày hôm nay, Công an đã tới đây nói khởi tố và bắt tạm giam cô Cúc. Không biết cô Cúc đã làm gì mà bị khởi tố nữa. Thì công an mới đưa cái này là thông báo kết luận giám định, nói rằng cô Cúc có mấy câu nói trong clip mà đã phạm vô điều 331. 15 ngày sau đó, Nhị Nguyên bị bắt tạm giam, trở thành người thứ 6 bị khởi tố theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, với án phạt có thể lên đến 7 năm tù giam. Điều 331 là một điều luật đặc biệt nguy hiểm. Nó cho phép chính quyền kết tội bất kỳ ai bị cho là đã lợi dụng các quyền tự do, hay nói cách khác là đã sử dụng các quyền tự do vượt quá mức độ mà chính quyền đó có thể chấp nhận được. Bất cứ ai đều có thể bị tống vào tù theo điều 331. Năm nhà báo thuộc nhóm Báo Sạch bị kết án tù vì chỉ trích các quan chức địa phương. Doanh nhân Phương Hằng đang bị khởi tố sau các video bị cho là xúc phạm các cá nhân. Hai ông chủ một cửa hàng sim số thành phố Cần Thơ bị phạt 1.5 triệu tù giam sau khi bị chính quyền truy tố về hàng loạt hành vi của ông trên Facebook. Trong đó có bình luận về vụ việc đồng tâm, đăng ảnh một chiếc quần lót cùng với cánh cổng chào năm mới của thành phố Cần Thơ. Và giờ đây,
là 6 thành viên của Tỉnh Thất Bồng Lai, những người không hiểu vì sao họ lại bị chính quyền khởi tố. Tuy nhiên, chính quyền thì lại hiểu rất rõ vì sao chuỗi ồn ào Tỉnh Thất Bồng Lai phải chấm dứt bằng những bản án tù. Tỉnh Thất Bồng Lai đã làm gì? Sau khi bà Cao Thị Cúc đưa Lê Thanh Huyền Trân, một cô bé mồ côi tu theo đạo Phật tham gia giọng hát Việt Nhí năm 2014, Tỉnh Thất Bồng Lai bắt đầu được hình thành với nhiều trẻ em được cơ sở này cưu mang. Năm 2017, Tỉnh Thất Bồng Lai bắt đầu nổi tiếng khi Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Hoàng Nguyên cất giọng hát trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Lúc này, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An đã lên tiếng đòi chính quyền xử lý Tỉnh Thất Bồng Lai vì cho rằng những người ở đây giả dạng nhà tu, cơ sở này không trực thuộc giáo hội, gây ảnh hưởng đến uy tín Phật giáo. Năm 2019, Tỉnh Thất Bồng Lai càng nổi tiếng hơn khi có 5 em bé đoạt giải thưởng cao nhất trong chương trình truyền hình Thách Thức Danh Hài. Danh tiếng luôn đi kèm với rắc rối. Năm 2019, các thành viên ở Tỉnh Thất Bồng Lai đã đăng tải clip tranh cãi với công an tại trụ sở công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khi truy tìm một cô gái có tên Diễm My. Cô này đã bỏ nhà ra đi và từng ở Tỉnh Thất Bồng Lai. Đến tháng 6 năm 2020, Diễm My lại trốn khỏi nhà của ba mẹ mình. Cuộc truy tìm lại nổi lên trên mạng xã hội, trở thành một trào lưu đùa cợt liên quan đến Diễm My và Tỉnh Thất Bồng Lai. Sự việc ồn ào này dấy lên nghi ngờ rằng nơi này dùng trẻ em và tôn giáo để trục lợi. Tháng 11 năm 2021, Ban Tôn giáo Chính phủ và chính quyền tỉnh Long An cho biết sẽ xử lý Tỉnh Thất Bồng Lai. Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định Tỉnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi trong một buổi họp báo vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, đây không phải là một tội danh trong bộ luật hình sự. Lúc này, Tỉnh Thất Bồng Lai đã cực kỳ nổi tiếng. Kênh YouTube Năm Chú Tiểu Thiền An Minh Bầu Vũ Trụ với khoảng 800 triệu lượt xem. Ngoài ra, họ còn có hàng loạt các kênh khác trên mạng xã hội. Các thành viên nơi đây đặc biệt nổi tiếng nhờ giọng hát, khả năng diễn xuất trong các video trên mạng xã hội. Đến đầu tháng 1 năm 2022, chính quyền khởi tố vụ án và bắt giữ 4 thành viên ở Tỉnh Thất Bồng Lai, trong đó có ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi. Báo chí lập tức đưa tin cơ sở này bị công an khởi tố vì tội loạn luân lừa đảo. Tuy nhiên, đến nay vụ án này chỉ bị khởi tố theo điều 331, nghĩa là không phải loạn luân cũng không phải lừa đảo. Việc đưa tin sai lệch khi đó đã khiến công chúng phẫn nộ đối với Tỉnh Thất Bồng Lai. Giờ đây, dư luận nên bắt đầu hoài nghi về tính chính đáng của việc khởi tố vụ án này. Những cáo buộc chắp vá dựa trên thông tin từ báo chí nhà nước có thể thấy các cáo buộc đối với Tỉnh Thất Bồng Lai cho đến nay chỉ là những quy sụp một cách chắp vá đầy miễn cưỡng. Đầu tháng 6 năm 2022, báo Công an Thành Hồ đăng bài viết Sự thật kinh hoàng ở Tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền An bên bờ vũ trụ để tóm tắt kết luận điều tra vụ án. Tuy nhiên, nội dung bài viết không có gì là kinh hoàng. Bài viết dẫn ra ba cáo buộc chính trong vụ án. Thứ nhất, các thành viên Tỉnh Thất đã gây rối quay phim đăng tải clip tại trụ sở công an huyện Đức Hòa vào năm 2019 với nội dung xúc phạm cơ quan công an. Thứ nhì, họ đã tham gia chương trình truyền hình làm các video mạo danh Phật giáo có nội dung xuyên tạc xúc phạm tổ chức cơ quan cá nhân có tính kích động nhằm kiếm tiền từ YouTube, thu hút từ thiện. Thứ ba, có 4 cá nhân tố cáo Tỉnh Thất, trong đó có 2 chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Nhật Từ và Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An Thích Minh Thiện. Hai vị này tố cáo Tỉnh Thất Bồng Lai xúc phạm họ, xúc phạm Phật giáo. Hai người tố cáo còn lại cho rằng nơi này gây mất an ninh trật tự, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. Ba cáo buộc trên hoàn toàn có thể xử lý theo một chiều hướng khác hợp lý hơn, tôn trọng quyền tự do của các bên. Ví dụ như việc tại trụ sở công an huyện Đức Hòa có thể xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các tố cáo của các cá nhân đối với Tỉnh Thất Bồng Lai có thể giải quyết ở tòa dân sự. Nhưng vì sao chính quyền chọn cách gộp chung để khởi tố theo điều 331? Chính quyền được cái gì? Việt Nam là một trong những nước có tình hình tự do tôn giáo tồi tệ trên thế giới. Sau năm 75, một số tôn giáo đã bị cấm hoạt động hoàn toàn. Ngày nay, chính quyền kiểm soát vô cùng chặt chẽ các hoạt động tôn giáo. Năm 2004 và 2005, chính phủ Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Sau đó, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Quốc hội Mỹ liên tục đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách này. Báo cáo năm 2021 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ khẳng định chính quyền Việt Nam tiếp tục cầm tù các thành viên của các nhóm tôn giáo độc lập, không đăng ký, tín đồ và các nhà vận động cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, tín ngưỡng Henry Bielefeld đã báo cáo sau chuyến làm việc tại Việt Nam cho rằng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của các cộng đồng, tôn giáo, tín ngưỡng độc lập không được công nhận ở Việt Nam, bị vi phạm rõ ràng với sự giám sát, đe dọa, sách nhiễu và đàn áp liên tục. Báo cáo viên đặc biệt Hanner làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ trong chuyến làm việc chính thức tại Việt Nam vào năm 2014.
năm 2015, hơn 35 tổ chức xã hội dân sự ở Đông Nam Á đã kêu gọi Việt Nam phải sửa đổi dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo khi dự thảo này đã đặt ra những quy định trái với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế về tự do tôn giáo. Một năm sau, dự thảo trở thành luật tín ngưỡng tôn giáo mà không có sửa đổi nào đáng kể. Đối với Phật giáo, chính quyền Việt Nam chỉ công nhận duy nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các tổ chức Phật giáo khác đều bất hợp pháp, kể cả làng Mai có thiền sư Thích Nhất Hạnh. Các pháp môn cơ sở Phật giáo muốn hoạt động công khai đều phải gia nhập giáo hội này. Đây là khuôn khổ mà chính quyền cố gắng duy trì, nhưng tỉnh thất Bồng Lai đạp đổ nó. Nhiều năm qua, chính quyền dù muốn nhưng không có căn cứ xử lý tỉnh thất Bồng Lai. Các thành viên nơi đây chỉ nhận cơ sở của mình là nhà riêng để tu hành. Tuy nhiên, khác với các cơ sở lấy nhà làm chùa, khác thường hoạt động âm thầm để tránh bị chính quyền, giáo hội can thiệp, tỉnh thất Bồng Lai lại hoạt động công khai. Vì tỉnh thất Bồng Lai không đăng ký với chính quyền theo luật tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng vẫn hoạt động công khai, đặc biệt là trên mạng xã hội là điều chính quyền không mong muốn. Nó tạo ra một tiện lệ và có thể thúc đẩy các hoạt động Phật giáo độc lập khỏi sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mặt khác, tỉnh thất Bồng Lai sở hữu cùng một thú với những người bị truy tố theo điều 331, đó là năng lực làm truyền thông đại chúng. Việc kiếm tiền từ các video giải trí vô thưởng vô phạt như ca hát, vui chơi của các em bé ở tỉnh thất có thể không phải là thứ chính quyền quan ngại. Tuy nhiên, các thành viên nơi đây trong một vài clip đã sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của mình để đáp trả công an, chính quyền địa phương và các chức sắc của giáo hội. Từ việc sử dụng quyền tự do để chỉ trích các cá nhân, quan chức, đến việc chỉ trích luật pháp, hệ thống chính trị chỉ cách nhau một gang tay. Những vấn đề trên đây đã biến tỉnh thất Bồng Lai thành một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với chính quyền, cần phải bị loại bỏ ngay khi có cơ hội. Hình sự hóa việc thực hành quyền con người. Vụ án tỉnh thất Bồng Lai theo hướng khởi tố vụ án hiện tại cho thấy xu hướng hình sự hóa những thực hành các quyền con người tại Việt Nam. Hiểu nôm na ở khía cạnh quyền tự do ngôn luận là khi bạn bình luận về ai đó mà người đó không đồng ý, họ đi báo công an thì bạn có thể bị bắt và phải ngồi tù. Tỉnh thất Bồng Lai từ nhiều lần bị các chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ trích trước công chúng, nhưng các thành viên tỉnh thất không báo công an. Tuy nhiên, khi các thành viên tỉnh thất phản bác lại thì lại bị các chức sắc cho là họ xúc phạm họ và họ tố cáo lên công an. Những mâu thuẫn loại này hoàn toàn có thể được giải quyết bằng việc khởi kiện ra tòa dân sự. Khi đó, tòa án sẽ xem xét các phát ngôn có căn cứ hay không, có phạm luật hay không, và đáp ứng yêu cầu bồi thường nếu có tổn thất thực sự. Điều 331 là một điều luật mơ hồ và không có căn cứ rõ ràng để xác định như thế nào là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Tiền thân của điều 331 vốn là điều 258 trong Bộ luật hình sự năm 1999. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo Henner đã lên án về tính mơ hồ của điều 258. Ông cho rằng, ngay cả các thành viên của một tòa án địa phương cấp tỉnh và tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam cũng không thể nào làm rõ ý nghĩa của thuật ngữ lợi dụng và không xác định được những hành vi nào sẽ cấu thành vi phạm pháp luật. Không một tổ chức nhân quyền nào đồng ý với Việt Nam về việc thực thi điều 331. Tổ chức ân xá quốc tế cho rằng điều 331 hoàn toàn vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam. Đến nay, 54 người đã bị khởi tố theo tội danh này, theo thống kê của tổ chức nhân quyền GADA Project. Những người bị khởi tố theo điều 331 Bộ luật hình sự theo thống kê của Project 88. Chính quyền hay các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định tỉnh thất Bồng Lai hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. Điều này là đúng với pháp luật Việt Nam, nhưng sai so với các chuẩn mực về quyền tự do tôn giáo. Báo cáo viên đặc biệt Hanoi sau chuyến làm việc tại Việt Nam cũng đã bình luận rằng, việc thực hiện các quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không thể bị thu hẹp do phụ thuộc vào bất kỳ hành vi phê duyệt hành chính nào, là một quyền con người phổ quát. Quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng vốn có trong tất cả mọi người trước bất kỳ hành vi đăng ký hoặc công nhận chính thức. Đặc biệt, ông Hanoi nhấn mạnh rằng, việc phải đăng ký chính thức với chính phủ Việt Nam mới được phép hoạt động không đảm bảo tôn trọng đầy đủ tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Tiếp đến, theo tường thuật về kết luận điều tra vụ tỉnh thất Bồng Lai, công an đã chỉ trích việc các thành viên ở tỉnh thất quỳ lạy sung bái ông Vân. Đây rõ ràng là quyền thực hành tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở tỉnh thất Bồng Lai. Chính quyền cần tôn trọng, không nên cho mình quyền được can thiệp vào thực hành này. Ngay cả khi tỉnh thất Bồng Lai có thực hành, phổ biến sai lệch giáo lý đạo Phật, đó cũng là vấn đề của cộng đồng Phật giáo chứ không phải là việc của chính quyền. Bản chất của quyền tự do tôn giáo là sự khoan dung đối với các thực hành tôn giáo, tín ngưỡng khác biệt. Bất cứ quy định nào trái với điều này thì không còn là tự do tôn giáo mà là đàn áp tôn giáo. Khi bị khởi tố thì điều 331 vụ án tỉnh thất Bồng Lai không dừng lại ở việc trừng phạt các cá nhân nữa, mà nó là phát súng của chính quyền hướng về xã hội, đe dọa bất cứ ai dám bước vào vạch giới hạn do chính quyền vẽ ra. Nhưng chẳng ai biết cái vạch đó nằm ở đâu ngoài chính quyền.
Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Tim Đặng, Thiền Am và những cái oan ngút trời. Mấy năm qua, Thiền Am bên bờ vũ trụ là đối tượng của rất nhiều vu khống, từ báo chí quốc doanh và những cá nhân bất thiện. Những cá nhân là chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những kẻ ăn theo một doanh nhân. Tôi tìm hiểu thông tin và cho đến nay tôi nghĩ mình đã có đủ dữ kiện để có thể viết một bài tóm lược về Tịnh Thất Bồng Lai. Tôi nghĩ họ là một nhóm tu chân chính và người tử tế hiếm hoi trong xã hội ngày nay. Thiền Am và Bửu Sơn Kỳ Hương. Thiền Am là nơi tu tập của một nhóm tu sĩ theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Bửu Sơn Kỳ Hương là gì? Trang web của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết đây là một đạo do ông Đoàn Minh Huyên sáng lập từ năm 1849 tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tín đồ của Bửu Sơn Kỳ Hương lấy Phật giáo làm nền tảng để trở thành tu nhân. Tu nhân có nghĩa là luôn sống đúng với đạo làm người, giúp ích gia đình, xã hội, có luân thường đạo lý, có đầy đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đặc điểm của Bửu Sơn Kỳ Hương là không có chức sắc, không có giáo hội, mà chỉ phát triển theo mô hình truyền thừa. Bửu Sơn Kỳ Hương không phải là đạo Phật như chúng ta hiểu và không thuộc sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước, con người gọi mỉa mai là Giáo hội Quốc doanh. Ông Lê Tùng Vân năm nay đã 91 tuổi, là người trụ trì gia trang có tên là Tịnh Thất Bồng Lai, nay đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Tôi sẽ gọi ngắn là Thiền Am. Ông Vân từng là tỉnh hội trưởng Bửu Sơn Kỳ Hương ở An Giang. Có thể nói rằng ông Lê Tùng Vân không hẳn là một nhà tu trung bình. Ông xuất thân trong một gia đình có học, với thân phụ là một nhà thơ. Bản thân ông Vân cũng là người có học. Năm 60 tuổi, ông vẫn đi học và đã tốt nghiệp cử nhân. Quan trọng hơn, ông còn tỏ ra là người có kiến thức đạo giáo rất tốt so với các sư quốc doanh. Chỉ cần xem qua cái cách mà ông đặt những cái tên ý nhị cho các trung tâm tu tập và đặt tên cho các thành viên trong Thiền Am cũng thấy ông là người uyên thâm, đọc nhiều chứ không phải dạng trung bình. Ông Lê Tùng Vân lên Hóc Môn, lập trang trại lấy tên là Tâm Đức. Ông nuôi một số trẻ mồ côi và giúp đỡ những người cơ nhỡ. Trung tâm này, hãy tạm gọi như thế, trung tâm Tâm Đức bị giải tỏa. Ông Vân di cư về huyện Đức Hòa, Long An, xây một trung tâm mới và đặt tên là Tịnh Thất Bồng Lai. Ở đây ông vẫn nuôi dạy trẻ mồ côi và họ cũng như ông, xuống tóc, mặc áo nâu và cúng Phật. Họ hoàn toàn sống tự lực cánh sinh và được Mạnh Thường Quân giúp đỡ, chứ không có sự hỗ trợ nào của nhà nước. Thiền Am không truyền đạo, họ không lấy danh Phật giáo, họ không tự nhận là tu sĩ, họ chỉ hoạt động như một đại gia đình. Trong xưng hô, các thành viên gọi ông Lê Tùng Vân là Thầy ông nội, đó là một danh xưng trong Bửu Sơn Kỳ Hương. Tiếng vang và sóng gió. Các thành viên của Thiền Am đã tỏ ra là những tài năng hiếm hoi. Năm 2014, một thành viên của Thiền Am là Huyền Trân, trong trang phục áo nâu và mũ ni, đi thi chương trình The Voice và được trao giải Á quân. Năm 2017, hai thành viên khác là Nhất Nguyên và Nhị Nguyên vẫn trang phục áo nâu đi thi Tuyệt Đỉnh Song Ca và được khen vang dội. Năm 2019 và 2020 lại có thêm thành viên nhỏ từ Thiền Am được trao giải cao nhất trong chương trình Thách Thức Danh Hài. Từ những lần trình làng như thế, Thiền Am trở nên nổi tiếng và thu hút hỗ trợ từ các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Có nhà hảo tâm ở Úc còn sẵn sàng bảo lãnh Huyền Trân, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đi du học ở Úc, nhưng vì nhà cầm quyền địa phương gây khó khăn nên họ không đi được. Nhưng những thành công vang dội đó gây nên sóng gió cho Thiền Am. Các chức sắc Giáo hội Phật giáo nhà nước cho rằng các thành viên như Huyền Trân, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên là giả sư, là tu trái phép, là trục lợi. Một sự kiện khác cũng gây sóng gió cho Thiền Am là cô sinh viên Diễm My. Năm 2019, Diễm My, con gái của một gia đình giàu có, quen với Huyền Trân trong đại học và xin tu ở Thiền Am. Tuy nhiên Diễm My quy y ở một chùa khác. Sau đó ba má Diễm My dẫn 50 du côn đến Thiền Am vây bắt Diễm My về nhà. Nhưng Diễm My không có mặt ở Thiền Am. Đám người du côn hung hăng đập phá tài sản của Thiền Am và gây thương tích lên đến 13% cho một thành viên trong Thiền Am. Thủ phạm gây thương tích chỉ bị phạt 7,5 triệu đồng. Đó là công lý ở Việt Nam. Vài tháng sau, Diễm My lại xin ở lại Thiền Am và được ba má cô ấy đồng ý. Nhưng sau đó thì công an cùng với ba má cô ấy đã bày mưu và bắt cóc cô ấy về nhà.
Diễm My cho rằng cô ấy bị giam giữ trong nhà cả một năm trời và bị xâm phạm thân thể. Diễm My trốn khỏi nhà và cho đến nay không ai biết cô ở đâu. Nhưng cô có lên YouTube cho biết rằng cô ấy đã có tờ trình cho Hội Phụ Nữ Trung ương và đâm đơn kiện ba má về bạo hành. Trớ trêu thay là Hội Phụ Nữ chuyển đơn về công an địa phương. Công an địa phương thì đã bị ba má Diễm My mua chuộc. Sự việc này cũng nói lên cái hội phụ nữ đó rất ư là vô dụng. Nó không có bảo vệ cho phụ nữ mà chỉ suốt ngày lo đánh bóng hình ảnh trên báo chí. Sự thật thì Hội Phụ Nữ cũng như Giáo hội Phật giáo Quốc Doanh chỉ là một cánh tay nối dài của Mặt trận Tổ quốc mà thôi. Những bôi nhọ của báo chí nhà nước. Thiền Am là đối tượng của rất nhiều vu khống. Vu khống đến từ Giáo hội Quốc Doanh, từ hệ thống truyền thông của nhà nước và đặc biệt là từ bà Nguyễn Phương Hằng và đạo quân YouTuber kền kền của bà. Thiền Am bị vu khống từ cả 5 năm qua chứ không phải mới đây. Có thể nói rằng chưa có một trung tâm tu tập nào mà chịu nhiều sóng gió và bị vu vạ nhiều và lâu dài như Thiền Am và ông Lê Tùng Vân. Báo chí nhà nước chạy những cái tít và bản tin chỉ có thể mô tả bằng hai chữ, dơ bẩn. Dơ bẩn là vì cái cách dùng chữ và hoàn toàn không có bất cứ một bằng chứng gì khả tín cho những chữ viết đó. Ví dụ, họ viết ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ và trẻ em cùng những việc trái luân thường đạo lý khác. Báo afamily.vn hay là nóng, ba chú tiểu là con các ni cô ở trong tịnh thất của ông Lê Tùng Vân, báo Dân Trí. Hay Công an tỉnh Long An khẳng định đã vạch trần việc chủ tịnh thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện, để cảnh báo người dân nhưng chưa đủ pháp lý để xử phạt, tờ báo Dân Trí. 6 trên 8 trẻ em ở tỉnh thất Bồng Lai sống cùng với mẹ ruột, đài VTV đưa tin. Lật tẩy chiêu trò nhằm trục lợi của tỉnh thất Bồng Lai, báo Vietnamnet. Tỉnh thất Bồng Lai là cơ sở thờ tự bất hợp pháp, báo Vietnamnet. Nhiều trẻ sống tại tỉnh thất Bồng Lai cùng mẹ ruột nhưng không được biết thân nhân, báo tuổi trẻ.vn. Xin nhắc lại là tất cả những cái tít ở trên đều không có bằng chứng, chỉ là những vu khống. Điển hình là bài báo trên tờ Dân Trí cho biết như sau. Công an tỉnh Long An khẳng định đã vạch trần việc chủ tỉnh thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện, để cảnh báo người dân, nhưng chưa đủ pháp lý để xử phạt. Thật là một cách viết báo quái đản. Câu đầu thì khẳng định là đã vạch trần, nhưng câu sau thì chưa đủ pháp lý. Chưa có bằng chứng và lý do pháp lý mà đã kết tội người ta rồi. Những kẻ viết báo quên rằng người ta vô tội cho đến khi tòa kết tội. Mà thực ra ở Việt Nam ngay cả tòa án kết tội thì cũng chưa chắc người ta có tội nữa. Lại có những cái bài đậm tính câu view như là tỉnh thất Bồng Lai bị đập nát, thầy trò chắp tay đứng nhìn, sự thật bức ảnh trên mạng xã hội. Mà sự thật là gì? Hóa ra chính bài báo đã tiết lộ khuôn viên này là đất thổ cư được phép xây dựng cao tầng. Họ cũng muốn xây lên 2-3 lầu nhưng kinh phí không đủ nên chỉ xây vừa phải đủ chỗ để mọi người sống. Hài hước nhất là còn có một dạng phân tích khoa học cho rằng những nghi vấn xung quanh vấn đề cận huyết hay loạn luân ở tỉnh thất Bồng Lai tiềm ẩn nguy cơ đột biến gen gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ con người. Đi từ nghi vấn đến ảnh hưởng lên trí tuệ con người thì chỉ có thể nói là khoa học dỏm. Dùng tiền để đánh gục Thiền Am. Những người gây ồn ào nhất không hẳn là báo chí nhà nước mà là một doanh nhân tên là Nguyễn Phương Hằng, phu nhân của ông Dũng Lò Vôi. Trong một buổi livestream vào ngày 24 tháng 10, bà Hằng có những lời vu khống và bịa đặt về Thiền Am cùng với ông Lê Tùng Vân. Những vu cáo của bà Hằng cũng chỉ là loại nghe nói và dựa vào những thông tin không được xác tín. Điều đáng kinh tởm là ngôn ngữ bà Hằng dùng trong việc vu khống ông Lê Tùng Vân vô cùng tởm lợm, không thể nào viết ra trên giấy được. Trong buổi livestream đó, có một người tên Lê Thanh Minh Tùng tự xưng là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, đây là một sự đặc chuyện bởi ông Vân giải thích rằng Tùng là trẻ mồ côi được em gái của ông Vân, nay đã qua đời, xin về nuôi và ông Vân lúc đó đã đặt tên là Lê Thanh Minh Tùng. Ông không có nuôi Tùng một ngày nào. Ấy thế mà rộ cái vụ vu khống kinh tởm rằng ông Vân loạn luân. Theo sau bà Hằng là những YouTuber mà có người mô tả là kền kền. Cứ mỗi lần livestream của bà Hằng á, thì đội quân kền kền này phát thanh lại kèm theo cắt ghép những cái hình ảnh tục tiểu để mà bôi nhọ Thiền Am và xúc phạm danh dự đến các thành viên trong Thiền Am. Người bình thường không thể nào xem qua những cái video clip và những cái cách nói của đội quân kền kền này.
Nhưng trớ trêu thay, họ cũng thu hút khá nhiều người tò mò và cả tin, và những người này lại tiếp tục tung ra những cái thông tin bịa đặt và sai lệch. Không chỉ bị tấn công bởi báo chí nhà nước, giáo hội quốc doanh, bà Hằng và đội quân kèn kèn, Thiền Am còn bị tấn công bởi ba má của Diễm My, người mà Thiền Am từng cưu mang. Cần nói thêm rằng trước đó, ba của Diễm My, tên Thắng, đã thuê giang hồ xông vào, đập phá và đánh đập người ở trong Thiền Am. Không tìm thấy con trong Thiền Am, y đã hăm dọa rằng, tao sẽ còn đến đây để quấy nhiễu lần nữa. Người này, tức ông Thắng, mướn một thám tử tư, từng là công an, để ám hại Thiền Am. Trích một đoạn họ trao đổi như sau. Ông Thắng nói, chuyện đó là cứ yên tâm, sẵn sàng dùng tiền để đánh gục cả cái đám Thiền Am. Thám tử nói, vấn đề hại Thiền Am 100 triệu thì em làm. Họ bàn chuyện hãm hại người khác một cách công khai như vậy đó. Họ bàn chuyện dùng tiền để mà mua công an và mua công lý một cách công khai. Ôi, thật là một xã hội vô pháp, vô luân. Và cũng xin nói thêm rằng viên thám tử tư này sau đó đã quỳ chính. Anh ta đã lên YouTube nói rõ rằng Thiền Am là một trung tâm tu tập chân chính. Những người trong Thiền Am rất thân thiện và những người tu thật sự, và hoàn toàn không có loạn luân ở trong Thiền Am. Những vu khống và sự thật báo chí nhà nước viết rất nhiều về Thiền Am, nhưng chữ thì nhiều mà thông tin thì rất ít. Đọc qua những bài báo này, chúng ta dễ dàng nhận ra ba đặc điểm như sau. Võ đoán. Phóng viên chưa bao giờ đến tận nơi hay phỏng vấn người trong cuộc. Họ chỉ dùng thông tin của các YouTuber kèn kèn trên mạng. Họ có cách làm báo không chuyên nghiệp vì họ không bao giờ tới hỏi những người trong Thiền Am về những cáo buộc mà chỉ nói một chiều. Thứ hai, ngụy biện. Phóng viên tận dụng những chiêu ngụy biện và phổ biến nhất là tấn công cá nhân. Họ còn áp dụng cái chiêu ngụy biện dựa vào đám đông như cư dân mạng lên án mà không có bất cứ một cá nhân cụ thể nào. Một ngụy biện khác là tung ra những nghi ngờ chung chung như trái với luân thường đạo lý để cho người đọc khó phân biệt hư thực. Đó là cách làm báo không chỉ không chuyên nghiệp mà còn bất lương. Và điểm thứ ba đó là câu view. Phóng viên dùng những tựa đề gây tò mò ở người đọc, nhưng khi click vào nội dung thì không có thông tin gì đáng chú ý ngoài những trích dẫn từ các chức sắc trong hội tôn giáo quốc doanh. Các chức sắc quốc doanh thì họ không có nói chúng ta cũng biết họ nghĩ gì rồi phải không? Bởi họ là những công cụ của nhà nước mà thôi. Mà nhà nước thì không muốn một xã hội dân sự với sự hiện diện của những nhóm tôn giáo như Thiền Am. Nhưng để hiểu thêm vấn đề, chúng ta thử xem qua những vu cáo và vu khống mà báo chí nhà nước tung ra trong thời gian vừa qua. Để xem, qua những cái vụ vu cáo này, chúng ta phải đặt trong bối cảnh chính sách kiểm soát tất cả các tôn giáo của nhà nước. Cần nói thêm rằng, trước đây, nhà nước và bọn giáo hội quốc doanh đã đàn áp các vị trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Thiền viện của Thiền sư Nhất Hạnh như thế nào? Cáo buộc thứ nhất, Thiền Am không phải là chùa. Điều này thì có vẻ thừa thãi và vô lý, bởi Thiền Am có bao giờ xưng là chùa đâu. Chính ông Thích Nhật Từ, một kẻ lớn tiếng và hung hăng chỉ trích Thiền Am, hồi năm 2017 cũng cho biết khu Bồng Lai Viên chỉ là một tịnh thất, không có bảng hiệu chùa nên không có đăng ký từ viện với Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Họ là những người cư sĩ tại gia sống trong tịnh thất, được thầy của họ là người xuất gia cạo đầu cho mặc áo nâu sòng từ nhỏ. Cái cáo buộc thứ hai, mượn danh tôn giáo để trục lợi. Đó là tựa đề của một bài báo, nhưng nếu đọc kỹ thì chỉ thấy bài báo mô tả những hoạt động tu tập của ông Lê Tùng Vân và những cáo buộc về vi phạm hành chính như chưa đăng ký hộ khẩu, không đăng ký xin con nuôi mà hoàn toàn không thấy họ trục lợi ở chỗ nào. Thật ra, có những kẻ YouTuber nhân danh Thiền Am đi xin tiền vào túi cá nhân. Những người này vẫn ngày đêm có mặt trên mạng vu khống Thiền Am. Thay vào đó là những ngụy biện phổ biến như cộng đồng mạng và nhiều Phật tử lên án, mà không biết cộng đồng mạng là ai. Như trích dẫn ý kiến của một sư quốc doanh nói rằng Thiền Am lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi dạy trẻ mồ côi làm từ thiện, lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi, mà chính ông sư này cũng không chứng minh được trục lợi cái gì. Có lẽ ông nên hỏi tại sao cha mẹ các đứa bé đó không gửi con mình trong chùa quốc doanh. Ông sư đó cũng nên tự hỏi tại sao công chúng miền Nam không ưa giáo hội quốc doanh mà ông đang phục vụ. Cáo buộc thứ ba, những người ở Thiền Am là giả sư. Đây là một cáo buộc vô căn cứ. Thực ra các thành viên trong Thiền Am có bao giờ tự gọi là sư đâu. Ông Lê Tùng Vân cũng có bao giờ tự xưng là thượng tọa hay hòa thượng đâu. Ở miền Tây rất nhiều người tu tại gia và họ đâu có xưng thượng tọa hay hòa thượng gì đâu.
Chính ông Thích Nhật Từ cũng đã từng nói vào năm 2017 rằng thật ra cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì của chùa Bồng Lai. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Lại có người bắt bẻ tại sao các em bé ở trong Thiền Am dùng danh xưng chú Tiểu. Nhưng tôi thấy đây là một câu hỏi ngụy biện, đáng lẽ phải hỏi là tại sao không dùng danh xưng chú Tiểu. Cái danh xưng đó đâu phải là độc quyền của Phật giáo. Tương tự, danh xưng thầy đâu phải là độc quyền của bất cứ tôn giáo nào. Dùng cách ngụy biện đó, người ta cũng có thể hỏi sao không dùng chữ tổng thống mà lại dùng chữ chủ tịch. Thật buồn cười cho những kẻ bắt bẻ ấu trĩ này. Cái cáo buộc thứ tư, lợi dụng trẻ em để trục lợi. Có một tờ báo quốc doanh viết có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện, có nhiều việc làm trái luân thường đạo lý, nhưng không cho biết trục lợi gì và bằng chứng về trái luân thường đạo lý. Sự thật là Thiền Am chưa bao giờ đi gây quỹ như giáo hội quốc doanh. Họ chỉ tự lực cánh sinh và được các mạnh thường quân ủng hộ. Tôi không hiểu sao báo chí lại nói là trục lợi. Làm báo gì mà bất lương như vậy? Ở trên, ông Thích Nhật Từ cũng đã xác định trước công chúng rằng Thiền Am không giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai cơ mà. Cái cáo buộc thứ năm, loạn luân. Đây là một vu cáo vô luân nhất, bẩn thỉu và độc địa nhất, nhưng là vu cáo vô căn cứ. Báo chí nhà nước viết, đáng nói hơn, phần lớn những người sinh sống ở đây lại có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Mấy người này dựa vào những trẻ mồ côi được nhận về nuôi, có cùng họ của người nhận nuôi, và thế là họ nói các trẻ này có liên hệ huyết thống. Thực ra, công an đã bày kế cho một người ghé Thiền Am, rồi sau đó hô hoán lên rằng người đó bị nhiễm COVID-19 và bắt buộc tất cả các thành viên Thiền Am phải đi cách ly. Trong thực tế thì Thiền Am trích xuất camera cho thấy không có ai viếng thăm Thiền Am lúc đó như công an nói. Tuy nhiên, nhân danh cách ly vì COVID-19, công an đã lấy máu và xét nghiệm DNA của các thành viên trong Thiền Am và chẳng phát hiện quan hệ huyết thống nào cả. Nhưng bản chất của công an là ác ôn, nên họ im lặng để cho báo chí và các YouTuber kền kền tha hồ vu khống. Vu khống mãi cũng không có bằng chứng, một số YouTuber kền kền hung dữ nhất cũng phải thú nhận là không có loạn luân trong Thiền Am. Thật khó tưởng tượng một xã hội mà người ta có thể dùng cách vu cáo vô đạo và vô luân như vậy. Càng khó tưởng tượng báo chí quốc doanh có những con người có thể hạ bút viết ra những cái chữ đó trên giấy. Chỉ có một xã hội đang suy đồi đạo đức mới có những con người tâm địa bệnh hoạn như thế. Ở đây cũng phải nói thêm rằng việc lấy mẫu máu để xét nghiệm DNA mà không có sự đồng thuận của họ là vi phạm đạo đức y khoa và vi phạm nhân quyền. Cùng một tờ báo, trước kia họ viết có dấu hiệu loạn luân, nhưng sau đó họ âm thầm bỏ cái vu cáo loạn luân. Đúng là báo chí bất lương. Sự thật, rất nhiều bài báo nhà nước có tựa đề sự thật đằng sau Thiền Am, nhưng những thông tin họ đưa ra thì không phải sự thật mà là vu khống, ngụy biện và câu view. Như trình bày ở trên, Thiền Am chẳng làm gì sai, hay nếu vạch lá tìm sâu thì có lẽ sai về hành chính. Dưới đây là sự thật về Thiền Am. Sự thật thứ nhất, Thiền Am không phải là chùa. Thiền Am chỉ là một trung tâm tu tại gia. Các thành viên của Thiền Am không theo đạo Phật như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc doanh mà theo Bửu Sơn Kỳ Hương. Họ chẳng làm gì vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi thì xem Thiền Am như là một tịnh học xá, tự lực cánh sinh, nơi mà các thành viên vừa tu vừa học và lấy Phật giáo làm nền tảng đạo đức. Sự thật thứ hai, các trẻ em và thành viên trong Thiền Am sống hạnh phúc. Các bạn có thể xem qua video của trung tâm Năm Chú Tiểu thì thấy họ sống và lao động vui vẻ, họ lễ độ và có trí tuệ tốt. Thiền Am còn tuyên bố rằng chương trình giáo dục của Thiền Am có thể giáo dục được những đứa bé lì lợm nhất, hung dữ nhất, quậy phá nhất, cứng đầu nhất, ngỗ nghịch hỗn hào nhất, bất trị nhất, trở nên thành những đứa bé ngoan ngoãn nhất, hiền lành nhất, vâng lời nhất, có đạo đức, có giáo dục nhất. Sự thật thứ ba, Thiền Am đào tạo ra những nhân tài. Điều này thì chúng ta đã thấy qua các thành viên trong Thiền Am đoạt những cái giải thưởng quan trọng trong các lần tranh tài cấp quốc gia. Điều thú vị là họ có vẻ chẳng qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng có khả năng và kỹ năng khá chuyên nghiệp, chứng tỏ họ có quá trình luyện tập rất tốt. Những sóng gió trong thời gian qua được tạo ra bởi những thế lực và cá nhân muốn ám hại Thiền Am. Họ là những chức sắc tôn giáo quốc doanh đầy sân hận, những cá nhân có tiền và tin rằng họ có thể mua công lý và mua bạo lực, và những kẻ kền kền ăn theo những kẻ có tiền.
Sau cơn sóng gió, bụi cát cũng lắng xuống và làm lộ một thiền am như là một tịnh học xá, nơi mà thành viên tu tập làm người có đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tín. Qua sự kiện thiền am, tôi kêu gọi đồng bào ở nước ngoài nên cảnh giác trước những chiêu trò quyên tiền của những cán bộ mang danh thượng tọa hay sư thuộc giáo hội quốc doanh. Đừng tốn một xu nào cho những cán bộ tôn giáo vẫn đó nhé. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Tới nhà tôi mấy lần luôn, thầy tới gặp ba tôi mấy lần luôn, thầy tới gặp ba tôi để làm chi, để làm cái gì? Rồi mỗi lần thầy tới, ba tôi sẽ cúng dường cho thầy một cọc tiền đó thầy, chứ chẳng lẽ để thiền về không? Ba tôi mà không cúng dường cho thầy thì dễ gì mà thầy chịu làm mọi cho ba tôi, dễ gì mà thầy chịu làm trái luật pháp. Rồi thầy lên mạng, thầy cũng nói sai sự thật. Thầy chưa gặp tôi một lần nào, thầy chưa hỏi tôi một câu nào. Tại thầy mà tôi bị ba tôi nhốt tôi 8 tháng trời, nhốt như chó vậy đó. Tôi bị bắt cóc hay không á, thì làm sao thầy biết? Thầy có đến hỏi tôi chưa? Thầy có đến gặp tôi để hỏi tôi chưa? Mà tại sao thầy dám lên mạng nói tôi không bị bắt cóc? Tôi chưa nói cho thầy nghe một câu nào mà. Mà tại sao thầy dám nói? Thầy bịa chuyện hả? Tại sao thầy tu mà thầy dám bịa chuyện? Tại sao chuyện không thầy nói có, chuyện có thầy nói không? Tiền cúng dường của ba tôi làm cho thầy mờ mắt rồi hả? Dám nói tôi không bị bắt cóc, nói tôi sống hạnh phúc ở nhà, sống trong chăn ấm nệm êm, mà trong khi á tôi đang phải sống như chó, bị giam cầm như thú. Sao thầy tu mà thầy xảo trá bịa chuyện, nói láo không biết ngượng miệng. Nó hỏi thầy, thầy tới gặp ba tôi để làm chi? Tôi sống với ba tôi 20 mấy năm nay, tôi đâu có thấy thầy tới nhà tôi lần nào đâu. Mà giờ thầy tìm tới nhà tôi, thầy gặp ba tôi để làm chi? Rồi còn thầy Thích Minh Thiện xuất hiện trên cái clip phóng sự nữa. Thầy tu mà thầy nói tầm bậy tầm bạ. Thầy nói tôi đi tu mà không được sự đồng ý của ba mẹ tôi là tôi sai hả? Vậy tức là thầy đang chửi ông Phật phải không? Tại hồi đó ông Phật giữa khuya trốn cha trốn mẹ, bỏ hoàng cung mà đi tu đó. Vậy là ông Phật cũng sai giống như tôi phải không? Vậy tức là thầy cũng đang chửi ông Phật phải không? Tại sao thầy tu mà thầy khổ quá vậy? Ông Phật mà đứng trước mặt thầy chắc cũng bán cho thầy mấy bài thai chứ thầy chừa cái tật khổ láo. Thầy nói, ông Lê Tùng Vân trong tỉnh thất Bồng Lai cạo đầu tôi hả? Thầy thấy không? Thầy có ở đó không mà thầy nói ông Lê Tùng Vân cạo đầu cho tôi? Thầy không thấy. Làm sao mà thầy dám nói? Tại sao thầy tu mà thầy bịa chuyện, nói láo? Rồi thầy Thích Nhật Từ cũng nói láo. Trời ơi, biết rồi mấy thầy tu mà thầy nào thầy nấy mở miệng, thầy nói láo danh dách siêu đẳng luôn vậy? Mấy thầy á, mang danh nghĩa là đại đức, là thượng tọa, mà đạo đức của mấy thầy còn thua cả mấy học trò trong chùa của mấy thầy nữa. Tôi mở miệng, tôi kêu mấy thầy bằng thầy, mà tôi thấy ngượng miệng, tôi thấy nhục nhã lắm. Nhưng mà theo luật nhà Phật, thì tôi kêu mấy thầy bằng thầy, chứ nếu mấy thầy không tu, là tôi kêu bằng thằng rồi. Chứ cái thứ tu mà bịa chuyện, nói láo, hại đời tôi như vậy, tôi không kêu bằng thầy đâu. Tôi, cái chỗ mà mang lại niềm vui, mang lại hạnh phúc cho tôi, giàu là chỗ đó tu tại gia. Nhưng nếu người ta giỏi, người ta đạo cao, người ta có thể dạy cho tôi những điều mà trong chùa dạy tôi. Người ta, kể cả người ta có thể dạy cho tôi những điều mà ở trong chùa không hề biết để mà dạy tôi được, thì tôi chọn tu đó là phải rồi. Sao lại cấm tôi? Chứ tôi không có thể nào tu trong cái ngôi chùa lớn của ông thầy Thích Nhật Từ. Không,
là một ông trụ trì mà đi nghe lời ba tôi là một ông trùm du đảng kéo 50 tên côn đồ với đập phá nhà cửa người ta. Rồi lên trên mạng nó sai sự thật, bịa chuyện, nói láo để hại đời tôi, giết chết cuộc đời tôi, ác đức, làm sai trái luật pháp, rồi đòi trù dập người ta, tiêu diệt người ta hay sao? Tôi đâu có thể chọn nơi đó để tu được. Tu đó, chừng nào tôi mới đắc đạo trời? Hay là tôi thành quỷ luôn? Tại sao mấy thầy á luôn dạy người ta là phải thật thà, lời nói phải trơn chánh, ý nghĩ phải đàng hoàng, mà mấy thầy mở miệng ra là bịa chuyện, là nói láo, hết nói láo cái này tới nói láo cái kia không vậy? Mai mốt á, lời mấy thầy dạy làm sao Phật tử còn tin mấy thầy được nữa? Tại sao mấy thầy nói láo, cứ sai sự thật để hại đời tôi? Tôi đang phải sống như chó, bị giam cầm như thú, sao mấy thầy không nói đúng sự thật là như vậy để cứu tôi? Sao mấy thầy tu mà mấy thầy không cứu người? Tại sao mấy thầy tu mà mấy thầy thấy chết không cứu? Đã vậy càng nói sai sự thật để cho tôi chết thêm thảm hơn nữa hả? Đức Phật có dạy mấy thầy như vậy không? Sao mấy thầy tu mà mấy thầy ác quá vậy? Tại sao mấy thầy là người tu mà mấy thầy không có tâm có đức, đàn áp những người tu tại gia sống hiền lành đạo đức là sao không mấy thầy? Ủa mấy thầy, theo tôi á, theo tôi biết là đạo Phật khuyến khích người ta tu tại gia, mà mấy thầy cũng khuyến khích người ta tu tại gia mà đúng không? Vậy nếu những người nào tu tại gia mà nổi tiếng thì mấy thầy cũng nổi tâm mà lục tặc lên trù dập người ta, triệt hạ người ta, vùi người ta xuống bùn xuống sình hả mấy thầy? Đức Phật có dạy mấy thầy như vậy không? Trời ơi, tưởng gì đi ganh tị với những đứa con nít có mấy tuổi, 3-4 tuổi nổi tiếng, mà mấy chú tiểu làm rạng danh Phật giáo, đưa danh dự của đất nước lên, làm nở mày nở mặt nước Việt Nam. Tại sao mấy thầy làm lớn như vậy? Mấy thầy là đại diện cho cả Phật giáo mà mấy thầy dám làm những hành động trái đạo đức, làm mất uy tín đạo Phật, làm bại hoại đạo Phật, làm nhục nhã đạo Phật như vậy. Người ta nhìn mấy thầy á, người ta chán nản đạo Phật, người ta hết còn tin tưởng vào đạo Phật. Mấy thầy biết không mấy thầy? Mấy thầy dám làm sai luật pháp không mấy thầy? Mấy thầy dám coi cái luật tự do tín ngưỡng của nhà nước đưa ra không ra gì hả mấy thầy? Mấy thầy dám coi cái điều khoản luật tự do tôn giáo của nhà nước đưa ra như rác rưởi hả mấy thầy? Mấy thầy á, thân là đại diện cho đạo, là những người đứng đầu trong đạo, tượng trưng cho những gì tốt đẹp nhất, tượng trưng cho sự thanh cao, tượng trưng cho sự từ bi, tượng trưng cho tài giỏi, minh triết. Mà rốt cuộc những người đại diện đó lại thể hiện ra cái tâm xấu xa, thấp kém không thể ngờ. Nếu như vậy thì người ta biết còn tin vào ai, biết còn nương vào ai để học đạo nữa đây? Rốt cuộc mấy thầy chỉ được cái học giỏi, có chút chi nhớ, nhớ được nhiều chữ hơn người ta vậy thôi, chứ trình độ bên trong mấy thầy không có. Cái điều khoản nào cấm người ta mặc đồ nâu, cái điều khoản nào cấm người ta cạo đầu, mấy thầy đọc cho nghe xem. Rồi cái điều khoản nào mà cấm người ta thờ Phật trong nhà mà mấy thầy đòi cưỡng chế đem tượng Phật người ta đi? Sao mấy thầy tu tính cỡ này rồi mà toàn thể hiện ra là sai trái, là ác đức không vậy mấy thầy? Người ta tu tại gia, người ta có công bố rõ ràng cho cộng đồng biết, cho toàn thế giới biết là người ta tu tại gia từ mấy năm trước rồi mà mấy thầy. Chứ đâu phải là người ta giấu cho mọi người hiểu lầm là người ta tu trong giáo hội đâu. Mấy thầy thử hỏi bất kỳ một người nào trong nước Việt Nam là thiền nam tu tại gia hay là tu trong giáo hội thì người ta sẽ trả lời cho mấy thầy biết mà. Người ta sống theo tấm gương từ bi của Phật, người ta sống theo những lời dạy đạo đức tốt đẹp của Phật,
thì điều đó thầy Thích Nhật Từ và Thích Minh Thiện phải càng khuyến khích chứ. Chứ tại sao lại đi chuồng dập người ta? Đó là người ta sống đúng theo luật tự do tín ngưỡng tôn giáo mà mấy thầy có hiểu cái luật tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì không? Nếu mấy thầy không hiểu thì mấy thầy đốt bỏ cái bằng tiến sĩ của mấy thầy đi, rồi chịu khó ôn tập vào mẫu giáo mà học lại. Mấy thầy không thấy rằng những thành tích ở Thiền Nam làm được, dù cho có 1000 tiến sĩ như mấy thầy cũng không làm được. Mấy thầy không thấy sao? Hay là mấy thầy thấy mà do mấy thầy quá canh ghét nên giả bộ không thấy? Trời ơi, tại sao mấy cái đài truyền hình của nhà nước, mấy ông thầy tiến sĩ học cao ở trong chùa lại dám coi thường người dân như vậy? Dám coi hàng triệu triệu người dân Việt Nam như là dốt nát, như là thất học hay sao? Mà muốn nói, mà muốn nhòi nhét cái gì là nhòi nhét? Nhỏ như tôi vậy nè mà còn hiểu chuyện, huống chi là những người lớn tuổi hơn tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng Facebook, như lời tôi đã hẹn, tức là 9 giờ hôm nay là ngày 27 tháng 5 âm lịch, cũng là ngày 6 tây tháng 7 dương lịch vừa qua, để tiếp tục cái chương trình đấu tranh để bảo vệ Phật giáo Hòa Hảo trước những luận điệu xuyên tạc của Thích Nhật Từ, có tên khác là Trần Ngọc Thảo, đã có những luận điệu sai lệch để mạ lụy Đức Quỳnh Giáo Chủ và Phật giáo Hòa Hảo. Mời quý vị cùng xem. Phật giáo Hòa Hảo, năm đạo thứ 82, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Thuần Túy, Ban trị sự tỉnh An Giang. Lời phản biện và yêu cầu về việc ông Trần Ngọc Thảo, có tên khác là nhà sư Thích Nhật Từ, đã mạ lị Phật giáo Hòa Hảo và hạ thấp thanh danh Đức Quỳnh Giáo Chủ, cũng như mạ lị Phật hội Tịnh Độ Cư Sĩ Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy và các ban trị sự các tỉnh, thành phố trực thuộc. Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, quý thân hào nhân sĩ, quý đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo quốc nội cũng như hải ngoại. Kính thưa quý vị, nền Phật giáo do Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hoằng truyền cứu độ chúng sanh ngót trên 2.500 năm lịch sử. Đến nay trọn vẹn Phật lịch 2.556 năm, dương lịch 2021 Tân Sửu, là một nền chân lý cao sâu, thâm quyền quảng quật, như một phương tiện cứu cánh biết bao sanh linh đồ thán thống khổ bi ai thời bấy giờ. Tín ngưỡng của Phật giáo là một nhân sinh quan cao siêu, màu nhiệm không cùng, rất phù hợp với căn cơ chúng sanh. Ngược dòng lịch sử, Đức Phật đã gian nan sau 49 năm hoằng pháp độ sinh. Ngài đã dân du khắp đất nước Ấn Độ để khuếch trương chủ thuyết từ bi
cứu độ biết bao kẻ lầm đường lạc lối, cải tà quy chánh theo chân lý ấy. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, đạo Phật truyền thêm 33 đời tổ, từ sơ tổ là Ma Ca Diếp đến lục tổ Huệ Năng thì bật truyền Y Bát. Từ đó đạo Phật chính thống không còn nữa, mà giáo lý vô vi dần bị lu mờ vì những sự bày ra âm thanh sắc tướng, xá phướng lầu kho, mỏ chuông, đẩu đờn kèn trống của thần tú, làm thất đi chân lý chân truyền từ ngày xưa. Họ bắt đầu tạo tượng cốt để thờ phượng, lập chùa cao bối rối, làm đạo Phật ngày càng lệch lạc theo chủ thuyết hình tướng. Nhưng mai thay ở thế kỷ 20, nền đại đạo Phật giáo đang trầm trọng ngày một đi xuống, thì tại làng Hòa Hảo xuất hiện một vị siêu nhân khai đời mở đạo, đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ, quý danh Quỳnh Phú Sổ, khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 1939 Kỷ Mão. Ngài đã mặc khải sứ mạng: ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. Ngài khuyến cáo chúng sanh mau tầm về con đường vô vi chánh đạo của Đức Thích Ca ngày xưa, và bỏ đi lối hình tướng âm thanh, thay chạy theo hào nhoáng bên ngoài, mà trở về tu tại tâm để kiến cảnh vô sanh, tự tánh giải thoát. Tôn chỉ hành đạo của Ngài thật rõ nét, mang sắc thái vô vi, kính tinh Tam Bảo và tứ trọng ân, bằng những bằng chứng cụ thể là bài nguyện quy y mà Đức Thầy dạy cho tín đồ thường hành thường ngày lễ bái. Dưới đây là nguyên văn: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi. Cảm ứng chứng minh, nay con nguyện quy cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Thưa quý vị, giáo lý học Phật tu nhân phù hợp với tình hình xã hội lúc bấy giờ và phù hợp với nhân tâm, cả hai phương diện, thế cơ, thế lý, nên được nhiều bậc trí thức, văn sĩ và hầu hết dân chúng đều sùng bái, quy ngưỡng. Và đến nay đã hơn 9 triệu tín đồ được công nhận là một tôn giáo hẳn hoi, có giáo hội, có tư cách pháp nhân qua nhiều thời kỳ và nhiều chế độ cầm quyền. Đến nay cũng vậy, nền đại đạo Phật giáo Hòa Hảo được đại đa số tín hữu ở miền Tây quy ngưỡng, và Đức Thầy được tôn kính là Phật sống. Vì thế có nhiều kẻ giả tâm, gian trá, phải ganh ghét, ố kỵ. Họ tìm mọi cách bôi nhọ và hạ bệ nhiều phen, như Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, Nguyễn Quang Sáng. Và năm 2012, luận điệu tốt nghiệp bản luận văn của Thích Thiện Huệ được Viện Đại học Phật học Thành phố Hồ Chí Minh công nhận, và nay là tàn dư của Thích Thiện Huệ là Thích Nhật Từ, một tiến sĩ Phật học có uy tín cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa quý vị, Thích Nhật Từ
tên thật là Trần Ngọc Thảo. Ông được cấp bằng tiến sĩ Phật học, hiện đang trụ trì chùa Giác Ngộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây trên mạng xã hội Facebook cũng như YouTube có đăng tải một đoạn clip ông Thích Nhật Từ vấn đáp câu hỏi của Phật tử dưới trướng của ông, và ông có những lời lẽ thô tục bôi nhọ Phật giáo Hòa Hảo, mạ lụy Đức Huỳnh giáo chủ của chúng tôi. Nội dung: ông cho rằng Đức Huỳnh giáo chủ là cư sĩ phàm tục và đã qua đời, và Phật giáo Hòa Hảo không phải là một tôn giáo không kính tin Tam Bảo. Và ông ta còn nói Phật giáo Hòa Hảo chỉ có nhị bảo, tức là Phật và Pháp Bảo, không có Tăng Bảo, mà Tăng Bảo thay cho cư sĩ Bảo. Nhận định này thật quá ngu xuẩn và sai lầm nghiêm trọng. Thưa quý vị, dưới đây tôi sẽ dẫn chứng một vài vấn đề. Một, khẳng định rằng Phật giáo Hòa Hảo luôn kính thờ Tam Bảo. Vậy vừa nói trên, trong bài quy y của Đức Huỳnh giáo chủ có rõ ràng dạy cho tín đồ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng trong mười phương. Như vậy thì Phật giáo Hòa Hảo có thờ và có kính Tam Bảo hay không? Giả lại, Đức Thầy chủ trương ba ngôi thờ tại gia của người tín đồ. Khi vào nhà của chúng tôi, quý vị sẽ thấy một ngôi thờ trang nghiêm được thiết trí trên cao, trên cả bàn thờ ông bà cha mẹ quá giảng là ngôi Tam Bảo. Vô vi của Phật giáo Hòa Hảo thờ một bức trần già để biểu dương cho tinh thần thoát tục và thể hiện sự hòa hợp của nhân loại. Vì màu da là tổng thể của các màu lại với nhau, chỉ cho sự bình đẳng không phân biệt màu da hay chủng tộc. Thêm nữa là Đức Thầy chúng tôi từng dạy thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Như thế thì khẳng định rằng Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo kính tin Tam Bảo tuyệt đối, chứ không như lời của ông Thích Nhật Từ đã nói. Hai là ông Thích Nhật Từ cho rằng Phật giáo Hòa Hảo không có Tăng Bảo. Xin thưa mà nói, ông Thích Nhật Từ nhận định như vậy đã quá sai lầm. Ông có hiểu gì về hai tử Tăng Bảo hay chưa? Phật giáo Hòa Hảo không chủ trương cạo đầu, vào chùa hay đắp y vàng như các ông. Nhưng đến đây cần giải thích rõ hai từ Tăng Bảo. Tăng Bảo nghĩa là những vị tu hành chứng đắc thanh tịnh trong Phật giáo. Thưa quý vị, Tăng có hai hạng: Phàm Tăng, Thánh Tăng. Nhưng từ khi Phật giáo đã lu mờ thì còn xuất hiện nhiều loại Tăng khác như Ác Tăng, Dâm Tăng và Hổ Mang Tăng, tức là Sư Mang. Phàm Tăng là những kẻ tu học, đang tu học ẻ ạch trong cõi Ta Bà như các ông Thích Nhật Từ chẳng hạn, chưa thông đạt rõ ràng và tâm hồn chưa đạt hoàn toàn thanh tịnh. Và những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi thì cũng vậy, cũng là những người đang tìm cầu chân lý học hỏi mà thôi. Xét nghĩ rằng hạng của ông Thích Nhật Từ chỉ ngang bằng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hay hoặc thua mà thôi, chứ chẳng có hơn. Thánh Tăng là những vị đã hoàn toàn đắc đạo, thanh tịnh, trí huệ phát khai, có đầy đủ đức từ bi hỷ xả, chứ không có buông ra những lời nói thô tục như Thích Nhật Từ đâu. Như vậy kết luận rằng
tăng không phải nhất thiết là những nhà tu đắp y hay cạo đầu mới là tăng, mà chỉ cho những ai tu hành thanh tịnh thì là tăng vậy. Như thế thì Phật giáo Hòa Hảo, nếu ai tu thanh tịnh, tinh nghiêm giới luật thì không được gọi là tăng hay sao? Thưa ông Thích Nhật Từ, nếu vô chùa như ông cạo đầu đắp y vàng thì là tăng rồi à? Như vậy quá dễ. Nếu như vậy thì ai cũng là tăng hết rồi. Nếu ông nghĩ như vậy thì hạng tăng như các ông chỉ là tăng bằng giấy mà thôi. Bỏ giấy vào lửa hay nước thì nó tan mấy hồi. Thưa quý vị, sở dĩ Phật giáo Hòa Hảo không chủ trương vào chùa tu như các ông tăng ấy, vì cảm nhận rằng còn nặng nợ với non sông tổ quốc nên không thể thoát ly như các ông. Nhưng chúng tôi, những cư sĩ tại gia, cũng rất kính các vị tăng tu chân chánh. Như lời Đức Thầy có dạy trong quyển 6, phần hạng tại gia, vì cảm thấy mình còn nặng nợ với gia đình, quê hương non sông tổ quốc, nên không thể làm như các nhà sư hay ni cô đặng, nhưng ở nhà họ phượng thờ Đức Phật, phát nguyện quy y, giữ gìn ít điều giới luật, hằng coi kinh sách, sửa tánh răng lòng, ủng hộ các sư. Nói như thế để phá đi cái thiên chấp của hầu hết chúng sanh rằng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn có tăng bảo và vấn và rất trân trọng các nhà sư. Nhưng những hạng sư như ông Thích Nhật Từ thì chúng tôi hoàn toàn coi rẻ, vì ông không tương xứng là một chân tăng mà là hạng ác tăng. Vì chỉ có ác tăng mới có đi soi mói và phỉ báng tôn giáo khác. Từ cách này, ông không phải là một chân tăng. Nếu chân tăng hay thánh tăng, không bao giờ có chuyện soi mói xảy ra. Và đến đây, tôi có vài lời với ông Thích Nhật Từ. Thưa ông, tôi thật không hiểu ông xét nghĩ như thế nào mà buông ra những lời nói thật khiếm nhã, khó nghe. Với tư cách một tiến sĩ Phật học, một hình dáng nhà sư thoát tục, đầu tròn, áo vuông như vậy mà lại có ý tưởng ngu quẩn, quẩn trí, thì tấm bằng tiến sĩ Phật học và hình tướng của ông chỉ là hư ảo. Bằng tiến sĩ này chắc có lẽ đồ dởm mà thôi. Và hình dốc nhà sư thoát tục ông đang mang trên mình ấy để mục đích che đậy cái thân thối nát cùng cái đầu trọc lóc của ông, để làm bình phong cho một lý trí, một bộ não ngu si đầy sự chấp ngã của một kẻ phàm phu tục tử không đáng nhà sư. Ông đã hiểu gì về Đức Huỳnh Giáo Chủ mà cho rằng ngài là một vị cư sĩ phàm tục và đã qua đời? Thưa ông, tôi vẫn hiểu thầy của ai nấy kính, nhưng dù vậy ông cũng không có quyền bao nhọ hay phỉ báng người khác dù cho chỉ là một kẻ thường tình thế sự. Còn đằng này, ông đã xúc phạm nặng nề một đấng giáo chủ của một tôn giáo có hơn 9 triệu tín đồ quy ngưỡng. Như thế tôi xin hỏi ông, cái hạnh tu học đầu tròn áo vuông như thế sao? Đó là cái tu của nhà sư mấy ông đó ư? Thật đáng xấu hổ cho một người mang lốt nhà sư mà tấm lòng thua kẻ phàm phu tục tử. Nhà Phật có dạy, ông đi phỉ báng tôn giáo khác hay người khác hay không, hoàn toàn không có. Vậy hôm nay tôi đề nghị ông bỏ ngay cái tên mang dòng họ cao quý của Đức Phật là Thích Nhật Từ mà về sống lại với cái tên thế gian Trần Ngọc Thảo của ông thì hay hơn. Và cởi bỏ lớp áo nhà sư vì ông không xứng đáng mặc nó. Trở lại vấn đề Đức Giáo Chủ qua đời. Thưa ông,
từ đêm 25 tháng 2 nhuận Đinh Hợi 1947, Đức Thầy tôi vắng mặt trong tay của Bửu Vinh, dưới trướng của Việt Minh, thì bọn vô thần ấy luôn ra rã tuyên truyền ông Huỳnh Cú Sổ đã mất, để làm mất đi tin, lòng tin trong quần chúng và tín đồ, để chúng triệt tiêu Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng với lòng tin tuyệt đối vào tôn sư, chúng tôi không bao giờ tin thầy mình đã chết, vì ngài có hoài bảo dặn dò: ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, hay là từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bổng thầy lại xa. Thưa quý vị, vì thế nên làn sóng tiên truyền ấy đã dập tắt, nhưng đống lửa ấy chưa tắt hẳn, nay lại nhen nhóm lên. Tôi xin nói với ông không tài nào hiểu rõ hay tường tận về Đức Huỳnh Giáo Chủ, nhưng sau lưng ông chắc có bàn tay lông lá nào đó thúc giục ông nói lên những câu nói này, để đại diện cho bọn họ triệt tiêu Phật giáo Hòa Hảo và hạ bệ danh dự Đức Huỳnh Giáo Chủ chúng tôi. Như vậy ông là tay sai cho những kẻ vô đạo đức, thật tội nghiệp cho ông. Tôi nói như vậy vì tôi tin chắc rằng với độ tuổi của ông thì cái gót chân của Đức Thầy tôi ông còn chưa thấy, thì làm gì mà tường tận được Đức Thầy tôi sống hay chết. Nếu chết, mong ông cho chúng tôi biết ngài chết ra sao, phần mộ ngài nơi đâu. Còn nếu sống, thì trong bổn đạo chúng tôi với lòng trung thành tuyệt đối và tâm đạo thì am hiểu tường tận việc Đức Huỳnh Giáo Chủ còn sống, chúng tôi có dư sức thấu hiểu và chứng minh. Nhưng với giả tâm gian ác của ông cho rằng khăng khăng là Đức Thầy tôi đã chết, để thay mặt cho bọn vô thần làm công tác tuyên truyền nói xấu Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì dù tôi có cạn lời giải thích thì cũng như đàn khải tai trâu mà thôi. Đến đây tôi cho ông biết, chỉ vì tư lợi cá nhân hay vì danh dự mộng ảo thượng đội hạ đạp mà ông đã mắc nhiều tội lỗi. Thứ nhất, tội ông đã phạm thánh vì chưa hiểu nguyên nhân căn bổn mà dội cho rằng Phật giáo Hòa Hảo không có tăng bảo, Đức Huỳnh Giáo Chủ không phải là Phật mà là cư sĩ phàm tục. Như thế ông đã phạm phải tội khi người và khi thánh, vì ai ai cũng công nhận Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị Phật thánh ra đời cứu độ chúng sanh, và những việc làm của ngài cùng dĩ nghiệp mà ngài đã để lại thì không ai có thể phỉ báng, chỉ có các ông, những con người coi trời bằng vung, không tôn trọng ai ra gì, vì cái thói quen ăn trên ngồi trước che mắt các ông rồi. Tội thứ hai, ông đã phỉ báng chánh pháp nhà Phật với một bộ dạng sứ giả Như Lai, đầu tròn áo vuông, nhà sư thoát tục, mang họ Thích của Đức Phật mà ăn nói bướng càng, gây phẫn nộ trong quần chúng, làm khuấy động nhân tâm để cho dân chúng phỉ báng. Như vậy ông đang mang trọng tội với Tam Bảo. Đến đây tôi không cần luận tội ông làm gì cho bận tâm, mà đề nghị ông cần sám hối, vì đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả khoan dung, sẽ tha thứ cho những kẻ lỗi lầm mà biết ăn năn hướng thiện. Còn nếu ông ngoan cố thì tôi e rằng ngày ông ra đi địa ngục A Tỳ
sẽ đón gót chân ông, và ngàn năm linh hồn khó đầu thai làm người mà phải làm những hạng thấp hơn. Và hiện tại khó sống yên ổn vì người đời đã sỉ tiếu và cười chê mệt hạ. Đến đây tôi xin dứt lời với ông. Xin chào ông. Thưa quý vị, hôm nay nhân danh là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, một trị sự viên của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Phường Tý, ban trị sự tỉnh An Giang, tôi cực lực phản đối hành động Thích Nhật Từ và lên án âm mưu hạ bệ Đức Huỳnh Giáo Chủ và miệt thị khinh rẻ 9 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bằng khẩu hiệu phản đối Thích Nhật Từ, đã hạ thấp danh dự Phật giáo Hòa Hảo và mạ lị Đức Huỳnh Giáo Chủ, cực lực phản đối. Và đến đây tôi kính yêu cầu vài lời đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính gửi quý lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa qua chúng tôi có mấy lời phản biện lại những câu nói thiếu suy nghĩ của ông Thích Nhật Từ là tiến sĩ Phật học có uy tín trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của mấy ông. Ông ta đã mạ lị và Đức Huỳnh Giáo Chủ và đoàn thể Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi. Nhân danh là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là trị sự viên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Phường Tý, ban trị sự tỉnh An Giang, tôi yêu cầu các ông có biện pháp mạnh với ông Thích Nhật Từ để xoa dịu lại làn sóng căm phẫn trong quần chúng và nhất là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi trong những ngày qua, nhằm yêu cầu các ông trả lại danh dự cho Phật giáo Hòa Hảo và trả lại thanh danh cho Đức Huỳnh Giáo Chủ của chúng tôi. Yêu cầu Thích Nhật Từ phải lên tiếng bằng văn bản hay video đăng tải lên mạng xã hội để xin lỗi 9 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và chịu tội trước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ vì những điều mà ông đã phạm thánh vừa kể qua. Xin trân trọng yêu cầu. An Giang, ngày 6 tháng 7 năm 2021 nhằm ngày 27 tháng 5 năm Tân Sửu, thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Phường Tý, tỉnh An Giang, phó ban phổ thông giáo lý tu sĩ Phạm Hào kính viết: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa chư quý vị, vừa qua cái bài viết của chúng tôi đăng lên mạng á, có một cái vị này vô bình luận nói rằng tôi cho cái chữ ác tăng là nói các sư thầy. Xin thưa mà nói, nếu các sư thầy nào tu hành chân chánh thanh tịnh thì tôi đê đầu kính lại chứ không dám nói câu đó. Nhưng mà chữ ác tăng đây đó là cái trong sấm thi của Đức Thầy chúng tôi, là thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc, trong thời mới ăn buồn thai cho lũ ác tăng làm điều vô thế cho đạo màu. Thì bây giờ đó là một cái thước đo chứ không nói bất cứ ai. Nếu ai làm hư đạo màu thì người đó là ác tăng, chẳng hạn là Thích Nhật Từ. Vậy tôi mong quý vị cũng quan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật, trân trọng kính chào.